Bí kíp tuyệt học THOL dành cho Zinner đích thực. Kỹ thuật tập luyện, kiến thức cơ bản nâng cao, kinh nghiệm, kỹ năng văn hóa gym, vì triết lý thể hình phục vụ cuộc sống. Thể hình online school. Bây giờ cái chủ đề của chúng ta là làm sao để tăng cường testosterone một cách tự nhiên, đúng không? Mà testosterone là một cái hormone đồng hóa, các bạn đã biết nó rất là quan trọng để xây dựng và phát triển cơ bắp. Mà nhiều người các bạn tập tạ mà tập sai sai đâu đó, không biết nản nản, xong rồi đâm ra có cái tư tưởng là giờ đi chích hormone testosterone này vô người cho nó bự. Đó, thì cái tư tưởng này anh khuyên các bạn không nên. Nói rất nhiều lần rồi, không nên. Sinh mạng cuộc sống vốn quý cha mẹ cho, đừng tổn hại. Đó, đừng bao giờ đụng tới cái hệ testosterone trong người cả, mà hãy để cho chúng sinh ra một cách tự nhiên. Đó, điều đó là điều tốt nhất. Và hôm nay anh sẽ làm một cái school ngắn, chia sẻ các bạn những cái yếu tố, những cái bí kíp nào để cho cái testosterone trong người mình nó được cao nhất có thể. Cao để làm chi? Cao để cho tôi tham tính. Cao để làm chi? Để cho tôi mạnh mẽ. Cao để làm chi? Để cho tôi lean body, tôi đẹp trai. Đó, testosterone cao sẽ giúp cho bạn cơ bắp có nét đẹp, cơ bắp nhiều, tập tạ mau lên, hiệu quả. Đó là cái ưu điểm của testosterone. Trong tự nhiên chúng ta, trong cơ thể chúng ta lúc nào cũng có cái testosterone này cả, nhiều hay ít thôi. Ví dụ như bạn nói là có những thuật ngữ mà các bạn có thể biết, ví dụ như dạo này test cao quá, tức là sao? Tức là người đó đang sung mãn quá, hưng phấn quá, tình dục dồi dào quá. Kêu là dạo này test cao quá, hoặc là dạo này test tôi thấp quá. Test tại vì là cách nói tắt của cái hormone testosterone. Ví dụ như thằng kia, ví dụ như bạn A đang cãi lộn bạn B hăng say quá, cãi lộn nhiệt huyết quá, thì mình thấy nó trời ơi, bạn A sao hôm nay test bạn cao vậy, sao bạn sung quá vậy. Nè, gặp như một người yêu, một cô gái nói với chàng trai, trời ơi test anh hôm nay mạnh quá, tức là cô gái đang khen sao hôm nay anh sung mãn quá vậy. Nó những cái từ lóng mà các bạn đôi khi một số bạn xài, thì anh cũng chia sẻ để cho các bạn khác hiểu, để sau này người ta có nói thì mình cũng biết. Như nói ôi thằng này test yếu có thể phản ánh bằng tập tạ yếu luôn nữa, và tập tạ buồn ngủ quá, ta nói test này kém. Ngược lại tập Duy Nguyễn, trời ơi, vừa tập vừa livestream chạy ầm ầm như trâu, mồ hôi ra lênh láng như nước tắm vậy đó, nói test Duy cao quá. Thì cái việc đó là các bạn nên hiểu như vậy. Testosterone nha, viết tắt là chữ test. Vậy thì làm sao để cho test tôi cao đây? Dễ lắm bạn, dễ lắm. Một là ngủ đủ giấc. Giấc ngủ rất là quan trọng bạn. Giấc ngủ ảnh hưởng tới việc sinh test. Test nó được sản sinh nhiều nhất trong lúc ngủ nha. Được sản sinh nhiều nhất trong lúc ngủ. Bây giờ bạn muốn duy trì cái hàm lượng testosterone cao thì bạn cần phải ngủ đủ giấc. Mà ngủ như thế nào được gọi là ngủ đủ giấc? Bạn phải ngủ từ 7 tới 8 tiếng một đêm. Đó, ngủ sâu, ngủ không gặp ác mộng, ngủ đầu óc thanh thản. Đó, người ta nói là ngủ ngon các bạn. Mà muốn ngủ ngon thì chúng ta phải làm sao? Đúng không? Chúng ta nếu mà di tâm á, bạn đừng làm điều ác là bạn ngủ ngon. Nha bạn, tức là nhiều khi trong ngày bạn làm điều gì đó nó ác quá. Giống như nhiều khi mà cái ngày nào livestream anh Di Facebook, livestream trên Facebook anh Di hơi bị test cao các bạn. Anh lóc chừng 20-30 bạn. Thì tự nhiên cái đêm đó anh Di về Di ngủ không được ngon lắm. Tại vì mình cảm thấy trong ngày mình á, mình tự nhiên sao tại sao mình lại lóc tới 20-30 bạn, có số nhiều quá vậy. Nửa đêm mình nằm trằn trọc suy nghĩ, đâm ra cái đêm đó anh ngủ không ngon. Và bây giờ anh Di khắc phục cái tình trạng đó bằng cách anh Di chơi truyền hình trực tiếp. Anh không livestream trên Facebook nữa. Thì như vậy á, làm cho cái sự đồ sát trong ngày của anh á, nó thấp lại. Đêm anh ngủ ngon. Đêm chi? Anh duy trì nồng độ stress cao. Mà nồng độ stress cao để làm cái gì? Qua school 2 có chỗ xài bạn. Có chỗ xài. Còn cái này là cái school đầu tiên. Thì cần phải ngủ ngon, ngủ sâu, ngủ không gặp ác mộng, ngủ không tiểu đêm nhiều lần, ngủ không mộng du, ngủ không trăn trở. Mà bạn muốn làm được cái chuyện đó thì bạn có những cái chú ý sau đây. Thứ nhất, đừng tập luyện quá sức bạn. Khi bạn tập luyện quá sức tự nhiên bạn đuối, bạn về bạn nhức mình, bạn ngủ không được luôn. Không biết các bạn nào bị chưa? Bạn trằn trọc, bạn quải, bạn lăn qua, bạn lộn lại,
bằng lăn lộn, bằng ngủ không ngon, ngủ chừng nửa tiếng tỉnh lần, ngủ chừng nửa tiếng tỉnh lần đó, nên tránh. Cái yếu tố thứ hai nữa là bạn đừng nên gọi là sử dụng những chất kích thích trước khi ngủ. Những chất kích thích ở đây có thể là caffeine, có thể là rượu quảng cao, có thể là fat burner, có thể là những loại bia xay chứa chất kích thích, có thể là đi vũ trường, đi bar, hát hò nhiều quá. Ví dụ bạn thấy một đứa trẻ buổi chiều nó chơi, nó giỡn, nó cười quá trời cười, nó hét quá trời hét luôn, thì nó đang có một sự kích thích cao độ và nó sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ về đêm. Tự nhiên nhỏ ngủ tối ngủ không được, thức hoài đó nha các bạn. Bạn muốn ngủ ngon bạn phải tránh những cái việc đó, và đừng có để bụng quá đói khi ngủ, và ngược lại cũng đừng để bụng quá no khi ngủ đó. Mà khi mà gọi là có một cái chiêu mà nhỏ nhỏ đó bạn, dành cho những ai có gia đình đó, thì trước khi ngủ bạn có thể xả bớt test đó, thì ngủ sẽ ngon hơn, dành cho đàn ông. Phụ nữ có chiêu khác nha các bạn. Nói tóm lại, giấc ngủ là một yếu tố quan trọng gần như là bậc nhất, ảnh hưởng tới cái việc sản sinh testosterone tự nhiên. Bạn cần phải duy trì một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ tốt nha các bạn. Ý thứ hai, cái tuyệt kỹ mà để giữ cho testosterone cao là bạn giữ cho cơ thể bạn đẹp trai, bạn giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh. Ở cả nam và nữ cũng vậy, giữ cho cái cơ thể của mình nó là gì các bạn? Lean body đó. Lean body nó cực kỳ là quan trọng. Cơ thể bạn phải lean là nó thể hiện một cái sức khỏe bạn tốt nhất. Và khi mà cái cơ thể bạn lean thì cái nồng độ testosterone trong người bạn nó luôn duy trì ở mức cao. Bạn không thể nào nhìn cái thằng đó lean quá bạn nói nó thấp, chuyện đó là vô lý, đúng không? Ví dụ như bạn nhìn những người mà gọi là ví dụ như béo phì, tức là sao, tức là mỡ nhiều quá không lean, thì ồ anh này test thấp, bảo đảm anh này test không cao ha. Và ngược lại, nhìn những bạn quá ốm thì nói ừ ông này test cũng chả cao nó. Nhưng mà một người lean là gì? Cơ over mỡ under, test cực cao, gặp người này đã có độ trễ về test rồi nha các bạn. Bạn muốn cho cái nồng độ test cao thì ngoài vì giấc ngủ đã nói đó, là nó sản sinh ra testosterone tự nhiên. Còn bây giờ duy trì nó nồng độ cao phải giữ cơ thể lean, lean, lean và lean, lean hoài đó. Bạn nào xả bạn nào siết coi chừng nồng độ thay đổi, còn mình phải giữ cho mình lean liên tục, mình giữ cho mình lean body liên tục, cơ thể khỏe mạnh là bảo đảm với bạn nồng độ testosterone luôn cao nè. Hai yếu tố rất dễ hiểu phải không em? Rồi yếu tố thứ ba nữa, yếu tố thứ ba nữa là nãy là gì? Một ngủ, hai đẹp, ba là gì? Tập tạ, đúng không? Tập tạ đơn giản thôi, bạn cần phải tập gym, bạn cần phải tập tạ. Thì thông qua cái việc tập tạ nặng, thông qua cái việc tập gym cường độ cao, thì cái lượng testosterone của bạn nó sẽ được sản sinh nhiều nhất. Bởi vậy anh mới nói các bạn, không có con đường nào mà sản sinh testosterone tự nhiên hiệu quả đẹp đẽ bằng con đường tập thể dục thể thao. Bằng con đường tập thể dục thể thao, khi bạn tập thể dục thể thao á, thì tự nhiên bạn kéo cơ thể bạn về về được cái trạng thái lean body. Mà khi kéo về được trạng thái lean body là test luôn cao, ngủ luôn sâu, cái đó là cuộc đời bạn test không giờ thấp, đúng không? Bạn nhìn Duy vậy đó, nói chuyện với bạn là khi trong trong từng câu nói của anh, bạn thấy test của anh cũng không phải dạng dừa đâu, cao thấp anh dám nói nhưng mà anh biết đủ xài nha các bạn. Mà khi tại sao khi tôi tập luyện như vậy test luôn cao, tại vì á khi bạn tập luyện thì cái cơ thể của bạn nó phát hiện rằng bạn có nhu cầu sinh test. Sinh test là chi? Để phát triển cơ bắp và phát triển hệ xương, đúng không? Đó, ông này ông tập nặng nè thì cơ bắp cũng phải bự, cơ bắp cần phải bự để có thể tập nặng được, có thể tập nhiều được, và xương đủ khỏe để gồng gánh cái khối lượng tạ đó. Thì cái não của mình nó phát sinh ra một cái tín hiệu, nó yêu cầu và phải sản sinh ra test cao, test cao, test cao để làm được việc đó. Còn bây giờ bạn nằm ở nhà bạn ngủ không, bạn là nhân viên phòng, bạn không tập nặng gì cả, bạn hoạt động trí óc xong tối về bạn đi nhậu, cơ thể nó nói là thôi ông này không có tập tành gì, khỏi cần phải có nhu cầu test cao, cho test vừa vừa thôi. Mà cái hệ quả của việc test vừa vừa là gì? Xì mỡ. Cái hệ quả của việc test vừa vừa là gì? Giảm ham muốn, tự nhiên đi về nhà tập nhậu xong nằm lăn đùng nó ngủ khò 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 không à, này nó kia, sẽ giảm ham muốn trong đời sống vợ chồng đó. Và bụng mỡ nhiều và cơ thể nó cũng mở màng, nó cũng được khỏe mạnh, nó cũng được lean đó. Mà thấy ghê ghê không? Tại chỉ bắn chỉ còn tập gym thôi là bạn giải quyết được vấn đề. Còn nếu bạn là không tập gym thì tập thể thao cũng được. Anh đang nói đây là lao động, anh đang nói đây là vận động, anh nói đây là thể thao, gym là một phần trong những cái điều mà anh nói nãy đó. Thì vậy giải pháp cho các bạn nè,
đi tới phòng gym tập đi, đúng không? Vậy thôi, đơn giản, đi tới phòng gym tập đi. Còn nếu bạn không có điều kiện đi đến phòng gym tập thì bạn cần phải lao động chân tay á, lao động chân tay nhiều nhiều vào, hoặc là ra công viên chạy bộ. Nói chung là bạn cần phải vận động cơ thể đó bạn, cơ thể của bạn nó cần phải vận động để nó được sản sinh testosterone nhiều nhất, nhiều nhất. Như vậy là tóm lại qua ba ý nói nãy giờ là hai ý là nó giúp sản sinh testosterone trực tiếp là thông qua giấc ngủ và thông qua tập luyện, đúng không? Thông qua giấc ngủ và thông qua tập luyện. Còn cái yếu tố giữ lean body là nó duy trì cái trạng thái testosterone. Nó đơn giản mấy em, mấy em làm sao làm không biết, mấy em đạt được những cái điều anh vừa trình bày nãy giờ thì tự nhiên nồng độ testosterone của em ổn định, cao đó. Mà chớ có dại dột mà đi tiêm, đi chích, đi chọt vào hệ testosterone của mình, nó ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Cha mẹ con mình là hạt giống thôi, đúng không? Con mình là sau này hương quả này nọ, kỳ vọng vô mình nhiều lắm. Vậy thì ở cái chủ đề này anh xin mở rộng thêm ý là cái chuyện mà các bạn nói tập nặng tập không nặng, đúng không? Có một cái lý do như vậy, tập càng nặng test càng cao. Nó tập càng nặng test càng cao đó. Thì cái việc tập càng nặng test càng cao để bạn hiểu được rằng bạn có nên tập nặng hay không. Đương nhiên anh không khuyến khích các bạn tập nặng 7 ngày một tuần, anh cũng không khuyến khích bài nào cũng bạn cũng cần phải nặng. Anh chỉ cần nói với bạn trong một tuần có một cái yếu tố nào đó nhỏ nhỏ mà nó nặng nặng là đủ xin test rồi, là test của bạn lên rồi, đúng không? Ví dụ như anh Duy buồn buồn ghê, anh Duy chơi Roma nên đất clip test anh Duy cao vù vù đó. Còn nếu mà anh Duy không chơi phương pháp đó, anh Duy tập bài cuốn tay trước đi, barbell row, tập set, tập chừng 3-4 set nặng thôi, test cao vù vù đó. Nên các bạn nhớ tập, nếu mà sức khỏe mình tốt, mình nên duy trì cái trạng thái nặng, cái trạng thái tạ nặng ở một số bài nào đó, hoặc là một số set, một số rep nào đó thôi, chứ đừng có tập nhiều quá, nó hại cơ thể, nó hại sức khỏe, đúng không? Chứ không phải là anh Duy nói vậy. Anh Duy mới nói là vụ gì tập nặng xin test cao, vậy vô bài nào cũng nặng hết, và ngày nào cũng nặng hết, và tuần nào cũng nặng hết, rồi mới mốt bạn bị bệnh nặng luôn nha các bạn. Đó, đơn giản không? Chủ đề school, thứ nhất là cách duy trì testosterone, anh trình bày rất ngắn gọn và bảo đảm với các bạn có thể hiểu bài ngay trên lớp luôn, khỏi cần phải đi đâu xa hết. Thứ nhất, bạn chỉ cần ngủ sâu, ngủ nhiều đủ 7-8 tiếng. Thứ hai, bạn cần phải duy trì một trạng thái cơ thể lean, lean body, hay tập theo dự án lean body nâng cao của anh Duy Nguyễn á. Và cái thứ ba nữa là bạn cần phải tập luyện thể dục thể thao, hoạt động thể chất, lao động nặng để có cái yếu tố tập luyện để cơ thể có lý do để sinh test, đúng không? Cơ thể sinh test nó cần phải có lý do, không có lý do nó không sinh. Bây giờ cũng vậy cả nha các bạn, rất đơn giản, rất dễ hiểu. Testosterone một cách tự nhiên đâu gì là khó. Rồi bây giờ chương trình school thứ nhất xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình school này. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình school tiếp theo. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn, và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.